kính chào quý bậc phụ huynh. Cô chào tất cả các em học sinh lớp 2 đang theo học trên kênh truyền hình. Các em thân mến, vậy là cô trò ta cùng nhau đồng hành trong 8 tuần học trên môi trường học tập mới. Và trong 8 tuần học vừa qua, cô cũng đã nhận được rất nhiều những tín hiệu tích cực từ quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Cô hy vọng và tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các em, việc học trên sóng truyền hình ngày được nâng lên. Còn bây giờ, các em sẽ được học tiếp tiếng Việt lớp 2 thuộc bộ sách Cánh Diều. Ở tuần 9 này, các em sẽ được ôn tập lại những nội dung, kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy. Và tiết học này, các em sẽ được lắng nghe cô hướng dẫn ôn tập giữa học kỳ 1, tiết 5 và 6. Cô mời các em đi vào hoạt động 1, đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng và học thuộc lòng. Việc đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng và học thuộc lòng yêu cầu các em phải học đọc lại những nội dung đoạn thơ, đoạn văn hoặc đoạn truyền trong những bài chúng ta đã học và trả lời các câu hỏi dưới phần đọc hiểu trong sách giáo khoa. Nội dung cụ thể yêu cầu như sau. A. Đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng. Các em cần phải mỗi học sinh đọc một đoạn văn hoặc một đoạn thơ có độ dài khoảng 50 tiếng trong các bài đã học từ chủ điểm 1 đến chủ điểm 8. Các em cần phát âm rõ. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng trên 1 phút. Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Đọc thuộc lòng hai khổ thơ cuối của bài Ngày hôm qua đâu rồi và ba khổ thơ đầu của bài Cái trống trường em. Kính thưa quý bậc phụ huynh, trên đây là những yêu cầu đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng và học thuộc lòng của các em học sinh. Xin trân trọng kính mời quý bậc phụ huynh, chúng ta hãy nắm lại những yêu cầu này để thay cô giáo, thay nhà trường, sau bài giảng của cô, quý vị đánh giá lại phần kỹ năng đọc thành tiếng và học thuộc lòng của con em mình. Nếu các em chưa đạt những yêu cầu trên, quý vị phụ huynh hãy nhắc nhở các bé thực hiện để đạt những yêu cầu mà cô giáo đưa ra. Thay là nhà trường, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý bậc phụ huynh trong thời gian qua đã đồng hành cùng các con, cùng quý thầy cô giáo và cùng nhà trường. Và để các em hiểu thêm về những yêu cầu, nội dung kiến thức về đánh giá, thì các em hãy theo dõi những bạn học sinh lớp 27 trường tiểu học Quang Trung đọc và trả lời câu hỏi như thế nào. Cô mời Quang Hưng đọc đoạn 1 và đoạn 2 của bài Một tiết học vui. Một tiết học vui, thầy thay giảng sách dò cả cây vào lớp. Chúng tôi rất ngạc nhiên, thầy mang cả cây để làm gì nhỉ? Thầy mỉm cười, thầy muốn cả em quan sát những cả cây này để việc loan văn là một loài cả cây mà mình chiếu thích. Chúng tôi chiên tay nhau, vụt ve, nằm nghĩa và người nhận cải tạo, lê, túi, xoài, túi, mà thầy đưa cho. Bây giờ, em hãy đến thử cả cây và cảm nhận vị thơm ngon của chúng. Cả em cho thầy biết mình thích ăn loài cải nào nhất và tại sao mình thích loài cải đó nhé. Em cho cô biết, thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để làm gì? Thưa cô, thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để thầy muốn các em quan sát những trái cây này để biết loan văn và một loài trái cây mà mình yêu thích. Tốt lắm, cảm ơn em. Cô mời em về chỗ. Cô mời Thảo Dung đọc thuộc lòng khổ thơ 1, 2 và 3 của bài Cái trống trường em. Thưa cô, em đọc bài Cái trống trường em. Cái trống trường em, mùa hè cũng nghỉ, suốt 3 tháng liền, trống nằm ngắm nghỉ, mùa không hạ trống. Trong những ngày hè, bọn mình đi bạn chỉ còn tiếng ve. Cái trống làm im, nghiêng đầu trên giả, chắc thầy dùng em nọ mừng vui quá thanh hàng. Em cho cô biết, bài thơ là lời của ai? Thưa cô, bài thơ là lời của bạn học sinh mới kể trong trường. Tốt lắm, cảm ơn em. Cô mời em về chỗ. Cô mời các em sang hoạt động 2, nghe
kể chuyện đôi bạn. Các em hãy quan sát lên màn hình. Trên màn hình có vẻ con búp bê rất đáng yêu và xinh xắn. Bên cạnh búp bê là một cái chổi quét nhà. Hẳn búp bê vừa chia sẻ công việc của mình cùng với gia đình. Và trên này có một chú dế men đang ngồi trên chiếc lá với đôi mắt tròn xoe hướng về búp bê. Các em hãy đoán xem liệu dế men có giúp gì được cho búp bê không? Còn búp bê nói gì với dế men? Các em hãy cùng cô tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện đôi bạn qua lời kể của cô. Đôi bạn. Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, búp bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Búp bê liền hỏi, ai hát đấy? Có tiếng trả lời, tôi hát đây, tôi là dế men. Thấy bạn vất vả quá, tôi hát để tặng bạn đấy. Búp bê nói, cảm ơn bạn, tiếng hát của bạn làm tôi quên hết cả mệt mỏi. Qua nghe lời kể của cô, em cho cô biết câu chuyện đôi bạn nhắc đến những nhân vật nào? Câu chuyện đôi bạn nhắc đến nhân vật đó là búp bê và dế men. Vậy búp bê đã làm được những việc gì? Búp bê đã làm được quét nhà, rửa bát và nấu cơm. Nghe thấy tiếng hát, búp bê hỏi gì? À, nghe thấy tiếng hát, búp bê hỏi, ai hát đấy? Vậy dế men trả lời như thế nào? Dế men trả lời, tôi hát đây, tôi là dế men. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. Còn búp bê nói gì với dế men? Búp bê nói, cảm ơn bạn, tiếng hát của bạn làm tôi quên hết cả mệt mỏi. Các em ạ, đây chính là những gợi ý giúp các em dễ dàng nhớ và kể lại câu chuyện ngắn đôi bạn. Cô mời các em hãy đọc thầm những gợi ý này. Qua những gợi ý này, các em lắng nghe cô kể lại câu chuyện lần hai. Đôi bạn. Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, búp bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Búp bê bèn hỏi, ai hát đấy? Có tiếng trả lời, tôi hát đây, tôi là dế men. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy. Búp bê nói, cảm ơn bạn, tiếng hát của bạn rất hay, làm tôi quên hết cả mệt mỏi. Câu chuyện đôi bạn muốn nói chúng ta điều gì? À, câu chuyện muốn nói chúng ta tình bạn của búp bê và dế men thật đẹp. Mặc dầu không giúp gì được cho búp bê trong công việc, nhưng dế men đã dùng tiếng hát của mình để tặng bạn mình, giúp búp bê hết mệt. Búp bê cũng rất yêu quý dế men và đáp lại sự giúp đỡ của dế men bằng lời cảm ơn rất chân thành. Bây giờ cô sẽ tặng các em một món quà. Món quà đó là gì? Cô mời các em hãy quan sát lên màn hình. Đôi bạn. Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ,
búp bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Búp bê bèn hỏi, ai hát đấy ạ? Có tiếng trả lời, tôi hát đây. Tôi là dế mèn, thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn. Búp bê nói, cảm ơn bạn, tiếng hát của bạn hay quá, làm tôi hết mệt. Các em có thích món quà này không? À, nếu các em thích thì sau giờ giảng của cô, các em sẽ được xem lại đấy. Bây giờ, để giúp các em lưu lại những nội dung của câu chuyện này, cô mời các em sang bài tập 2. Hãy đọc cùng cô yêu cầu bài tập 2. Hãy viết hai câu về búp bê và dế mèn. Dế mèn thấy búp bê chăm chỉ như thế nào? Dế mèn đã làm gì để giúp búp bê đỡ mệt? Các em hãy cho cô biết yêu cầu của bài tập này là viết mấy câu? À, viết hai câu. Về ai? Viết về búp bê và dế mèn. Các em ạ, dựa vào hai câu hỏi gợi ý này, các em viết cho cô hai câu nói về búp bê và dế mèn. Cô sẽ hướng dẫn các em viết từng câu. Dế mèn thấy búp bê chăm chỉ như thế nào? À, dế mèn thấy búp bê chăm chỉ là búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà, lại rửa bát, nấu cơm. Các em ạ, khi trả lời, các em nhớ diễn đạt một ý tròn vẹn để người khác dễ hiểu. Vậy, dế mèn đã làm gì để giúp búp bê hết mệt? Dế mèn đã hát để tặng bạn. Đây chính là hai câu trả lời của hai câu hỏi gợi ý. Các em có thể nối lại hai câu này tạo thành một đoạn văn. Có thể các em viết nhiều hơn nữa theo cảm xúc và theo khả năng của mình. Khi các em nghe xong câu chuyện, các em hãy nhớ lại những từ ngữ chỉ tình cảm của búp bê dành cho dế mèn và dế mèn dành cho búp bê. Chắc lọc lại những ý mà các em đã trả lời để viết thành một đoạn văn hai câu, ba câu hoặc hơn nữa. Từ hai câu trả lời này, cô viết thành đoạn văn như sau. Cô mời các em quan sát lên màn hình để tham khảo. Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà, lại rửa bát, nấu cơm. Dế mèn đã hát tặng búp bê để búp bê hết mệt. Đây chính là hai câu cô đã chắc lọc lại từ hai câu trả lời để cô viết thành đoạn văn. Và các em ạ, từ hai câu hỏi và những lời cô đã kể, các bạn học sinh của cô lớp 2 trường tiểu học Quang Trung thành phố Huế cũng đã viết thành những bài văn, những đoạn văn rất hay. Cô mời các em tham khảo. Các em ạ, đây là các bài văn của bạn đã làm và cô đã chấm. Bây giờ cô đọc các em cùng tham khảo. Bài đầu tiên là bài của bạn Kim Nguyên. Kim Nguyên làm như sau. Thấy búp bê làm việc chăm chỉ suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Dế mèn đã hát để tặng búp bê. Bạn Kim Nguyên đã viết được hai câu và bạn trình bày trong vở rất sạch sẽ, chữ lại đẹp nữa. Còn đây là bài của bạn Thảo Dung. Các em lắng nghe cô đọc. Bài của Thảo Dung như sau. Dế mèn rất yêu quý búp bê. Thấy búp bê vất vả, dế mèn hát tặng bạn. Búp bê cảm ơn tiếng hát của dế mèn. Bạn Thảo Dung đã viết 3 câu và bạn cũng trình bày rất là đẹp, sạch sẽ. Tiếp theo là bài của bạn Hải Băng. Bài của bạn Hải Băng như sau.
Thầy búp bê làm việc chăm chỉ, hết quét nhà lại rửa bát nấu cơm. Dễ Mèn rất thương búp bê. Dễ Mèn cất tiếng hát để tặng búp bê, giúp bạn đỡ mệt. Búp bê đã cảm ơn Dễ Mèn. Bài của Hải Băng đã viết được 4 câu. Bạn Hải Băng đã viết chữ rất là đẹp và trình bày sạch sẽ nữa. Cô có lời khen với các bạn Kim Nguyên, Thảo Dung và Hải Băng. Các em ạ, các em vừa tham khảo 3 bài viết của 3 bạn. Bây giờ các em hãy lắng nghe một chú Dễ Mèn con đã hát như thế nào qua bài hát Dễ Mèn con. Có thấy bài hát này hay không? À, chúng ta đã giải lao rồi đấy, các em ạ. À, như vậy cô trò ta cùng nhau ôn tập tiết 5, 6. Và qua tiết học, các em nắm được nội dung của câu chuyện Đôi Bàn. Các em cũng đã viết đoạn văn 2 câu, 3 câu hoặc hơn nữa. Sau tiết học của cô, các em hãy kể lại câu chuyện này cho bạn bè và người thân cùng nghe. Các em đọc các bài đọc của chủ điểm 7, 8 và chuẩn bị bài mới. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em vui khỏe, học tốt. Xin chào và tạm biệt các em. Cô chào các em học sinh lớp 2 đang học trên truyền hình. Cô là Nguyễn Lê Vương Nhi, giáo viên trường tiểu học số 1 Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Hôm nay, cô rất vui khi tiếp tục được đồng hành với các em trong tiết học môn tiếng Việt, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, qua bài ôn tập giữa học kỳ 1, tiết 3 và tiết 4. Ở bài học này, các em sẽ được ôn tập những nội dung tiếp theo. Đó là ôn tập về kỹ năng nghe viết, ôn tập về từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu công dụng và câu nêu đặc điểm. Như thường lệ, trước khi bắt đầu tiết học, để tiết học đạt kết quả cao, các em cần chuẩn bị sách vở và những đồ dùng học tập quen thuộc sau. Và khi ngồi học, các em cần chú ý lắng nghe cô giảng bài và cùng tương tác với cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tiết học nào. Cô mời các em mở sách trang 73. Chúng ta sẽ đi vào nội dung ôn tập đầu tiên. Nghe viết, cô giáo lớp em, hai khổ thơ đầu. Tiết học hôm nay, các em sẽ được củng cố kỹ năng nghe viết qua hai khổ thơ đầu của bài Cô giáo lớp em. Các em có thể hướng mắt lên màn hình, lắng nghe cô đọc bài. Cô giáo lớp em, sáng nào em đến lớp, cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời chào cô ạ, cô mỉm cười thật tươi.
cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Nguyễn Xuân Săn. Sau khi các em lắng nghe cô đọc hai khổ thơ đầu của bài thơ, các em có cảm nhận gì? À, đây chính là suy nghĩ của một bạn nhỏ về cô giáo của mình. Cô rất thân thiện, yêu thương học sinh. Cô dạy các bạn học sinh tập viết rất tận tình trong khung cảnh thật là đẹp. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Trở lại bài viết, các em quan sát và cho cô biết bài viết gồm bao nhiêu khổ thơ nào? À, bài viết gồm 2 khổ thơ. Và mỗi khổ thơ có bao nhiêu dòng thơ? À, mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ. 2 khổ thơ sẽ có 8 dòng thơ. Đây là bài thơ thuộc thể thơ 5 chữ, nên mỗi dòng thơ sẽ có 5 chữ. Vậy, khi viết, các em cần chú ý viết hoa những chữ nào? À, khi viết, các em cần viết hoa chữ cái đầu của tên đề bài, viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng đầu mỗi dòng thơ, viết hoa tên riêng của tác giả. Ngoài ra, các em cần viết hoa chữ cái đầu của tiếng chào trong cụm từ chào cô ạ sau dấu ngoặc kép. Vậy, trong bài này có những dấu câu nào? À, ở khổ thơ 1 có một dấu chấm ở cuối dòng thơ thứ 2, có dấu ngoặc kép và dấu chấm than ở dòng thơ thứ 3, và có dấu chấm cuối khổ thơ 1. Có thêm một dấu chấm ở cuối khổ thơ 2. Để các em viết đúng bài chính tả, các em cần chú ý những từ sau. Cô mời các em đọc to những từ này cùng với cô. Sáng, thật, viết, gió, ghé, xem. Khi viết từ sáng, các em cần viết đúng âm đầu sờ, phân biệt với âm đầu sờ. Khi viết tiếng xem, các em viết đúng chữ XC, phân biệt với chữ SC. Tiếng viết và tiếng thật, các em nhớ viết đúng âm cuối tờ. Khi viết tiếng ghé, các em nhớ quy tắc chính tả G, G kép. Ở đây, âm G đứng trước âm E nên phải viết bằng con chữ G kép. Tiếng gió, các em viết đúng âm đầu G, phân biệt với âm đầu giờ. Bây giờ các em hãy lấy vở nhạc ra, viết lại những từ này cho cô nào. Khi viết xong, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân kiểm tra xem các em viết đã đúng chưa nhé. Tiếp theo, cô mời các em lấy vở ô ly và bút chì cùng với cô tìm hiểu cách trình bày của bài viết này. Đầu tiên, từ lê đỏ, các em lùi vào một ô để viết thứ ngày tháng năm hôm nay các em học. Sau đó, các em xuống dòng, lùi vào bốn ô để viết tên lớp học. Các em nhớ viết hoa tên lớp học và gạch chân nữa nhé. Sau đó, các em lùi vào ba ô để viết tên đề bài. Để bài viết trình bày rõ ràng, các em cắt ra một dòng và viết dòng đầu tiên của bài viết. Đây là thể thơ 5 chữ. Để trình bày cân đối bài thơ này, tất cả các dòng thơ, các em nhớ lùi vào 3 ô. Sau khi viết xong khổ thơ thứ nhất, các em cắt ra một dòng để viết tiếp khổ thơ thứ hai. Sau khi viết xong khổ thơ thứ hai, các em xuống dòng, lùi vào 5 ô để viết tên tác giả. Cô mời các em một lần nữa quan sát cách trình bày của bài thơ nào. Sau khi tiết học kết thúc, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân đọc để các em viết bài viết vào vở, hoặc là các em có thể nhìn vào sách để chép lại bài thơ nhé. Cô tin rằng sau 9 tuần học thì các bạn nhỏ của cô, bạn nào cũng viết đúng và viết đẹp. Sau khi viết xong, các em nhớ dùng bút chì để soát lỗi. Và các em nhớ luyện tập và khắc phục những lỗi mà mình mắc phải nhé.
Vừa rồi, cô trò chúng ta đã củng cố về kỹ năng nghe viết. Bây giờ, để thay đổi không khí, cô trò chúng ta cùng đi vào nội dung ôn tập tiếp theo. Nội dung ôn tập tiếp theo là một trò chơi đoán từ. Bài yêu cầu các em đoán đúng 4 từ ngữ dựa theo 4 gợi ý A, B, C, D. Cô mời các em đọc 4 gợi ý cùng với cô nào. A. Bắt đầu bằng trờ, đồ vật ở trường, dùng để báo giờ học. B. Bắt đầu bằng chờ, đồ vật trong nhà, dùng để quét nhà. C. Chứa vần an, đồ vật trong lớp, dùng để viết chữ lên đó. D. Chứa vần an, đồ vật ở góc học tập, dùng để bày sách vở. Để các em đoán từ sinh động và hấp dẫn hơn, cô sẽ tổ chức cho các em đoán từ thông qua việc lật các ô chữ. Ở đây, cô có 4 ô chữ, tương ứng với 4 từ ngữ các em cần đoán. Nhiệm vụ của các em là đoán các từ ngữ này thông qua gợi ý của đề bài. Các em đã rõ yêu cầu của cô chưa? Không để các em chờ đợi lâu, bây giờ cô trò chúng ta cùng khám phá ô chữ đầu tiên nào. Ô chữ đầu tiên có gợi ý như sau. Là đồ vật bắt đầu bằng trờ, đồ vật ở trường dùng để báo giờ học. Là từ ngữ gì? Thời gian suy nghĩ cho các em bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, cô mời các em đọc to từ ngữ này với cô. Đó là từ gì nào? Đó là từ trống. Trống là từ ngữ chỉ đồ vật. Trống là đồ vật quen thuộc với các em ở trường, là đồ vật để báo giờ vào học và báo giờ cho các em ra về. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng khám phá từ ngữ bí ẩn sau ô chữ thứ hai nào. Ô chữ thứ hai có gợi ý như sau. Bắt đầu bằng chờ, đồ vật trong nhà, dùng để quét nhà, là từ ngữ gì? Cô mời các em suy nghĩ nào. Đã hết thời gian suy nghĩ, đó là từ gì các em? Đó chính là từ chổi. Cô nghĩ rằng ô chữ này sẽ không làm khó các em đúng không? Vì ở nhà, các em thường dùng chổi để quét nhà giúp bố mẹ đúng không nào? Chổi cũng là từ ngữ chỉ đồ vật. Như vậy vừa rồi, các em đã có mang khởi đầu hết sức thuận lợi. Bây giờ để tăng tốc, cô trò chúng ta cùng nhau lật ô chữ thứ ba nào. Ô chữ thứ ba có gợi ý như sau. Chứa vần an, đồ vật trong lớp, dùng để viết chữ lên đó. Là từ ngữ gì? Thời gian suy nghĩ cho các em bắt đầu. Như vậy, từ ngữ chỉ đồ vật trong lớp, chứa vần an, dùng để viết chữ lên đó. Là từ ngữ gì? Đó chính là bảng. Bảng cũng là từ ngữ chỉ đồ vật. Bảng là đồ vật rất thân thuộc và gần gũi với các em trong buổi tiết học. Trên bảng, cô giáo ghi những kiến thức và trên bảng con, các em có thể viết chữ và số lên đó đúng không nào? Như vậy, các em rất là nóng lòng để mở tiếp ô chữ cuối cùng để chúng ta cùng vẽ đất đúng không nào? Cô mời các em cùng đến với ô chữ thứ tư. Chứa vần an, đồ vật ở góc học tập, dùng để bày sách vở lên đó, là từ ngữ gì? Cô mời các em suy nghĩ nào. Các em hãy cùng đọc to từ ngữ này với cô. Đó là bàn. Bàn cũng là một từ ngữ chỉ đồ vật. Bàn là đồ vật không thể thiếu được trong các học tập của các em. Và khi ngồi học, các em nhớ ngồi ngay ngắn. Như vậy, qua việc lật ô chữ, các em đã đoán đúng được 4 từ ngữ. Bây giờ, cô mời các em hãy đọc lại 4 từ ngữ này với cô. Trống, chổi,
bảng, bàn. Đây là từ ngữ chỉ đồ vật, thuộc từ ngữ chỉ sự vật. Như vậy, qua hoạt động thứ tư, các em đã cùng nhau ôn tập về từ ngữ chỉ đồ vật, thuộc từ ngữ chỉ sự vật. Trước khi bước sang nội dung ôn tập tiếp theo, cô mời các em cùng đứng dậy và hòa mình vào bài hát Mãi trường nơi em học bao điều hay cùng với cô nào. Đã thấy thoải mái hơn rồi đúng không nào? Ôi, mái trường, nơi em học bao điều hay. Lời bài hát thật dễ thương đúng không nào? Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng khám phá những điều hay tiếp theo qua nội dung ôn tập thứ 5. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài tập 5. Bài tập 5 yêu cầu các em viết tên đồ vật trong mỗi hình. Bài tập 5 cho các em 6 bức hình. Trong mỗi bức hình, vẽ các đồ vật. Nhiệm vụ của các em là quan sát thật kỹ các đồ vật này và viết tên các đồ vật này vào dưới mỗi bức hình, vào vở bài tập. Các em đã rõ yêu cầu của cô chưa? Cô dành thời gian cho các em nào. Các em đã viết từ xong rồi đúng không nào? Bây giờ cô mời các em cùng hướng mắt lên màn hình, cùng kiểm tra đáp án với cô. Bức hình thứ nhất. Vẽ đồ vật gì đấy các em? Đây chính là cái kéo. Bức hình thứ hai. Đây là đồ vật rất thân thuộc đối với các em đúng không? Đó chính là khăn mặt. Và đồ vật thứ ba. Chính là đồng hồ. Đồ vật thứ tư là cái thìa, hay địa phương chúng ta gọi là cái muỗng này các em ạ. Đồ vật thứ năm là hộp bút màu. Và đồ vật thứ sáu là cái đĩa. Như vậy, vừa rồi các em đã viết được các từ ngữ chỉ đồ vật trong mỗi hình. Cô có lời khen đối với những bạn đã viết đúng. Bạn nào chưa viết được thì các em có thể nhanh chóng bổ sung vào vở bài tập nhé. Các em đây là những đồ vật rất thân thuộc đối với các em ở trường cũng như ở nhà. Và đây chính là những từ ngữ chỉ sự vật. Đây là những đồ vật rất hữu ích đối với các em. Vậy để biết công dụng của những đồ vật này, cô trò chúng ta sẽ cùng bước sang nội dung ôn tập thứ 6. Bài tập số 6 yêu cầu các em làm gì? Bài tập số 6 yêu cầu các em hỏi đáp công dụng của từng đồ vật ở bài tập 5. Như vậy, ở bài tập 5, các em đã tìm được các từ ngữ chỉ đồ vật. Bây giờ, các em hãy vận dụng những kiến thức các em đã học
về tạo câu, nêu công dụng của từng đồ vật để hoàn thành bài tập này. Để cụ thể hơn, cô có mẫu sau. Bạn thứ nhất sẽ hỏi, kéo dùng để làm gì? Và bạn thứ hai sẽ trả lời, kéo dùng để cắt giấy, cắt vải. Sau đó, các em có thể đổi vị trí cho nhau để nêu công dụng của những đồ vật còn lại. Các em đã rõ yêu cầu của cô chưa? Và các em có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân đóng vai làm bạn của mình để hoàn thành bài tập này nhé. Cô dành thời gian cho các em. Cô tin rằng các em đã cùng với người thân của mình đã hỏi nhanh, đáp đúng về công dụng của từng đồ vật ở bài tập 5 rồi đúng không nào? Bây giờ, cô mời các em cùng hướng mắt lên màn hình, cùng lắng nghe hai bạn nhỏ hỏi đáp về công dụng của từng đồ vật này nhé. Khăn mặt dùng để làm gì? Khăn mặt dùng để lau mặt. Đồng hồ dùng để làm gì? Đồng hồ dùng để xem giờ. Cái thìa dùng để làm gì? Cái thìa dùng để xúc thức ăn. Hộp màu dùng để làm gì? Hộp màu dùng để tô tranh. Cái đĩa dùng để làm gì? Cái đĩa dùng để đựng thức ăn. Như vậy, qua việc hỏi đáp công dụng của từng đồ vật ở bài tập 5, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn tập lại mẫu câu nêu công dụng của từng đồ vật. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau bước sang nội dung ôn tập thứ 7. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài tập số 7 nào. Bài tập số 7 yêu cầu các em làm gì? Bài tập số 7 yêu cầu các em ghép các từ ngữ để tạo 4 câu nêu đặc điểm. Ở đây có tất cả 8 từ ngữ ở trong 8 khóm mây. Bây giờ cô mời các em hãy đọc 8 từ ngữ này cùng với cô nào. Đôi mắt của bé, những vì sao, cầu vồng, tóc bà, lấp lánh trong đêm, to tròn, đen láy, đã bạc, rực rỡ sau cơn mưa. Bây giờ cô mời các em quan sát kỹ 4 từ ngữ ở khóm mây thứ nhất nào. Đây là những từ ngữ chỉ gì? Đây chính là những từ ngữ chỉ sự vật. Tiếp theo, cô mời các em quan sát 4 từ ngữ ở khóm mây thứ hai. Đây là những từ ngữ chỉ gì nào? Đây là những từ ngữ chỉ đặc điểm. Nhiệm vụ của các em là ghép những từ ngữ chỉ sự vật với những đặc điểm tương ứng với sự vật đó để tạo thành 4 câu nêu đặc điểm. Cô mời các em làm bài và vở bài tập. Các em đã ghép các từ ngữ này xong rồi đúng không nào? Bây giờ, cô mời các em cùng hướng mắt lên màn hình để kiểm tra kết quả cùng với cô. Đôi mắt của bé có đặc điểm gì các em? Đôi mắt của bé có đặc điểm là to tròn, đen láy. Những vì sao có đặc điểm gì? Những vì sao lấp lánh trong đêm. Vậy cầu vồng có đặc điểm gì nào? Cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. Và tóc bà có đặc điểm là đã bạc. Như vậy, qua việc ghép từ, cả em đã tạo được 4 câu nêu đặc điểm. Cô mời các em đọc lại 4 câu này.
vậy, qua bài tập số 7, các em đã cùng với cô ôn tập về mẫu câu nêu đặc điểm. Các em có thể sử dụng mẫu câu này trong những bài văn miêu tả những sự vật mà các em quan sát được. Các em thân mến, qua tiết ôn tập vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn tập về kỹ năng nghe viết, ôn tập về từ ngữ chỉ đặc điểm, từ ngữ chỉ sự vật, ôn tập mẫu câu nêu công dụng của đồ vật, mẫu câu nêu đặc điểm. Cô hy vọng tiết học này khép lại, các em sẽ luôn ghi nhớ kiến thức và hoàn thành những nhiệm vụ của bài học. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô xin chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.